Quý vị đang theo dõi bản tin đặc biệt trên kênh FBNC nhằm vào ngày mùng 3 Tết Đình Dậu. Và thưa quý vị, trong phần cuối cùng của bản tin ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về thú sưu tầm tem, cũng như theo dõi xem những câu chuyện thú vị về lịch sử, con người và về cuộc sống sẽ được kể như thế nào qua mỗi con tem qua phóng sự sau đây. Thưa quý vị, trên tay tôi đây là bộ tem Tết Đinh Dậu năm 2017 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Bộ tem năm nay thì được thiết kế dựa trên hình tượng của những chú gà trống và gà mái với màu sắc vui nhộn ấm cúng và ngôn ngữ thể hiện thì dựa trên chất liệu dân gian là những chú gà được làm bằng tò he. Bộ tem gồm có hai mẫu với tem hình chú gà trống trên nền màu hồng tượng trưng cho hoa đào của miền Bắc và tem hình chú gà mái trên nền màu vàng tượng trưng cho hoa mai của miền Nam. Đây là một bộ tem không thể thiếu đối với những người sưu tập tem tân niên Đình Dậu năm nay. Chúng tôi tìm đến câu lạc bộ Việt STEM vào những ngày giáp Tết, trái ngược với nhịp sống hối hả của bên ngoài. Tại đây, thời gian và mọi bộn bề của cuộc sống dường như đã dừng lại, nhường chỗ cho câu chuyện về tình yêu dành cho những con tem. Đã có một thời, những bức thư tay với phong bì mỏng và chiếc tem nhỏ đã in dấu vào ký ức của nhiều người. Rồi thời đại công nghệ số, với điện thoại, email hay Facebook, người ta không còn thường viết thư nhiều nữa. Thế nhưng, không phải vì vậy mà tình yêu với cánh thư, với những con tem hay rộng hơn là một nét văn hóa đẹp vì thế mà mai một. Ngược lại, tình yêu dành cho những điều xưa cũ ấy lại càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là đối với giới sưu tầm tem. Sưu tầm tem mình nhặt nhạnh từ hồi còn bé bởi vì thấy những cái hình ảnh ở trên tem đẹp. Nhưng khi bắt đầu dùng internet và biết đến có những cái câu lạc bộ có những người cùng sở thích với mình thì bắt đầu mình chơi nó chuyên nghiệp hơn. Thì hồi nhỏ không có gì chơi hết. Thì mình vô tình mình mở những cuốn album tem của ba ra và mình thấy những cái hình ảnh những người lính. Anh người lính, người bộ đội là mình đã thích những người lính đó và mình cứ hay gom những cái hình người lính đó mình gọi một cuốn album mình xem và vô hình chung đã làm cho cái niềm đam mê tem bắt đầu từ đó. Tìm hiểu về thú sưu tầm tem, anh Hoàng Anh Thi, chủ nhiệm câu lạc bộ Việt STEM chia sẻ với chúng tôi. Hiện nay trong giới sưu tập tem có hai hướng sưu tập cơ bản. Thứ nhất là sưu tập kiểu truyền thống, nghĩa là sưu tập tất cả những bộ tem, những vật phẩm bưu chính do một quốc gia phát hành trong một giai đoạn nào đó hoặc trong suốt quá trình lịch sử dài. Hướng thứ hai là sưu tập theo chuyên đề, nghĩa là nếu như người sưu tập thích chủ đề nào thì sẽ tìm kiếm, lựa chọn những con tem có chủ đề mà mình yêu thích. Chẳng hạn như chủ đề về thiên nhiên, đền chùa hay trang phục, vân vân. Mà mình chơi theo truyền thống. À, tại vì từ bé lớn mình đã chơi truyền thống từ xưa đến giờ rồi. Thì truyền thống là như thế nào? Gọi là truyền thống tức là nó phát hành trọn năm. Thì gồm nhiều nước trên thế giới. À, nhưng mà mình thích nhất là Nhật Bản. Tại vì cách in tem của Nhật Bản nhìn rất là thanh nhã và rất là đẹp. Nên mình thích nhất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái bộ sưu tập về của Nhật Bản của mình. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đây là nói về chủ đề thì nó là những trang phục. Tại vì trong truyền thống nó bao gồm rất là nhiều chủ đề mà mình có thể chọn lọc ra được những trang phục trong các lễ hội của Nhật Bản. Còn khi mà để chơi truyền thống rõ hơn thì các bạn phải biết được một năm họ phát hành tem vào tháng mấy và sau đó mình sẽ đi tìm. Đây là cái lịch kế hoạch in tem của người Nhật năm 2007. Như các bạn nhìn thấy đó, ví dụ như tháng 1 và ngày 23 là họ sắp hành một bộ tem, tháng 2 và ngày 23. Những cái điểm nhấn như vậy là những cái họ phải tem. Còn về cái màu sắc này thì tem thường niên và tem trường hợp đặc biệt, họ sẽ phân biệt giữa hai cái màu sắc này. Có nhiều tiêu chí để đánh giá giá trị của một con tem, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiêu chí về mặt mỹ thuật và thiết kế. Còn nếu như đánh giá con tem dựa trên mức độ về kinh tế, thì phải căn cứ vào độ quý và hiếm của con tem. Trong đó, độ quý và hiếm cũng có hai tiêu chí riêng biệt. Cụ thể, những con tem quý là những con tem được phát hành trong các dịp đặc biệt hoặc những con tem mang ý nghĩa tiêu biểu. Chẳng hạn như bộ tem đầu tiên mang quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được phát hành vào năm 1946. Xét về mặt lịch sử thì đây là bộ tem quý vì là lần đầu tiên nước ta phát hành một bộ tem có chữ Việt Nam trên con tem. Còn trước đó thì chỉ có tem do Pháp phát hành cho sứ Đông Dương. Thứ hai là mức độ hiếm của con tem thể hiện ở một số tính chất đặc biệt. Ví dụ như số lượng tồn tại của bộ tem trên thị trường nhiều hay ít, dễ mua hay khó mua. Đây là cái bộ tem về nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi. Thì cái bộ tem này từ trước cái này được đánh giá là cái bộ tem có giá trị nhất của Việt Nam. Bây giờ nếu mà bộ tem này nếu mà là tem sống không có đóng dấu thì giá thị trường khoảng 12 triệu. Nhưng mà đến bây giờ thì là nó phát sinh ra một cái con tem khác
thì có cái giá trị cao hơn, bởi vì là cái bộ tem này còn hiếm hơn bộ tem Mạc Thị Bưởi nữa. Cái mẫu tem này gọi là mẫu tem binh sĩ màu xanh lá mạ. Nếu con tem này là chưa đóng dấu, tem sống mà hoàn hảo thì thị giá nó khoảng 20 triệu. Thì giá hiện thời bây giờ là cái số lượng của nó, tức là cái có nhu cầu mua bây giờ, có tiền mua cũng rất là khó khăn, bởi vì là cái số lượng của nó tồn tại trên thị trường không nhiều. Hơn 60 năm sống cùng tình yêu với những con tem, chú Đỗ Thành Kim, cố vấn của câu lạc bộ, khiến chúng tôi không khỏi trầm trồ khi chiêm ngưỡng bộ tem tân niên độc đáo của nhiều nước trên thế giới mà chú đã dày công tìm kiếm. Sưu tập tem đã khó, sưu tập trọn bộ đầy đủ tem tân niên lại còn khó hơn, khi mà người chơi tem phải canh đúng thời điểm phát hành đầu tiên của những con tem tại các nước để tìm mua cho trọn bộ tem Tết như ý. Cái bộ sưu tập này là bộ tân niên của Đinh Dậu là con gà là của năm nay. Thì bây giờ cái bộ này là bộ mới nhất rồi, còn tất cả là bây giờ chưa biết là phát bao nhiêu nước phát hành, nhưng mà theo tôi hiểu thì khoảng chừng gần 80 nước phát hành được. Cái con tem này là của Liechtenstein ha, Liechtenstein một cái nước nhỏ xíu à, kế bên Thụy Sĩ. Dân số của nó khoảng chừng 40.000 người thôi, muốn kiếm một người sưu tầm tem cực kỳ khó. Cho nên là tôi được cái bao thơ này á, là được một người bạn ở đó gửi cho tôi, nó lấy từ cái con tem này ra, lấy từ cái lóc này ra nữa, con là một con là đủ cái cước từ bên nước nó tới Việt Nam mình. Người ta nói nghề chơi cũng lắm công phu, quả không sai. Không chỉ có tem, người chơi tem còn mở rộng sự phong phú và đa dạng của thú chơi bằng cách sưu tập mở, nghĩa là sưu tập tất cả những vật phẩm liên quan đến tem, đến bưu chính, rộng hơn là cả văn hóa. Chẳng hạn như hai bức tranh đồng hồ được in bằng giấy gió, có cả bộ tem Tết Đinh Dậu năm 2017 và đồng tiền kỷ niệm mà anh Nguyễn Việt Dũng, thành viên của câu lạc bộ đã tự tay làm lấy. Bức tranh này là thuộc cái dòng tranh dân gian đồng hồ. Đây mình làm lại cái này để in trên giấy gió truyền thống. Thì năm mới năm Đinh Dậu thì công ty tem ra cái bộ tem này, tem Đinh Dậu hai con tem này, và đồng thời năm nay đặc biệt là ra hai cái đồng tiền đó, đồng vàng, trong này là đấy vinh hoa phú quý đấy, tài lộc an khang. Đấy thì hai bức tranh này là cái tranh truyền thống, tranh này là vinh hoa, tranh này phú quý. Tranh vinh hoa là một bé trai ôm con gà, tranh phú quý thì bé gái ôm con vịt. Thì bản thân cái tranh này là một cặp tranh đang đối hai bên như thế, thì và cũng như một cái lời chúc của mọi người cho cái dịp xuân về Tết đến. Mỗi con tem là một tác phẩm thu nhỏ ẩn chứa những câu chuyện, và cũng không ngoa khi nói nó còn có thể chứa đựng cả nền văn hóa của một dân tộc, từng dòng ký ức, từng mẫu chuyện bên lề sau mấy chục năm sưu tầm của các anh chị trong câu lạc bộ khiến chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ. Và chúng tôi hiểu đây không còn đơn thuần là một thú chơi hay một sở thích nữa, mà nó đã trở thành một đam mê của họ, như một cách góp phần lưu giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Sưu tập tem không hạn chế về độ tuổi cũng như là thành phần xuất thân, mà đây còn là cơ hội để mọi người có điều kiện giao lưu gặp gỡ. Chính vì vậy mà những câu lạc bộ tem luôn là nơi có nhiều người tìm đến để có thể gặp gỡ được nhiều người và mở rộng bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên, người sưu tập tem thì cần phải có kiến thức, tỉ mỉ, kiên trì và quan trọng hơn hết là cần phải có lòng đam mê. Quý vị vừa theo dõi bản tin đặc biệt ngày 30 tháng 1 năm 2017, tức là nhằm vào mùng 3 Tết Đinh Dậu. Và thay mặt ekip thực hiện chương trình thì Tú Trinh cũng kính chúc quý vị có một năm mới thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Quý vị có thể xem lại tất cả các chương trình đã phát của chúng tôi tại website www.fbnc.vn. Đến đây Tú Trinh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.